Em xin mến chào toàn thể cả nhà của mình. Em chúc sức khỏe tới toàn thể đại gia đình của mình nha. Thì đến với cái mẫu chuyện của em kể hôm nay thì trước tiên em xin chúc sức khỏe tới cả nhà của mình. Chúc những điều may mắn tốt đẹp đến với mọi người. Mọi người yêu thương em thì cổ vũ và đăng ký kênh ủng hộ giúp em nha. Nếu mà chưa có đăng ký. Còn đăng ký rồi thì thôi, em cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều đã luôn nhiệt tình hưởng ứng những cái mẫu chuyện vui em kể. Đó là cái niềm động lực để em có thể tiếp tục kể những cái mẫu chuyện vui cho đại gia đình mình xem tiếp nữa. Thì hôm nay đến với nhà mình thì em sẽ kể cho đại gia đình mình nghe một cái mẫu chuyện này. Nếu mà nó ngắn thì em hai mẫu, còn nếu nó dài thì một mẫu chuyện. Thì đây em xin gửi đến đại gia đình mình cái mẫu chuyện như thế này. Có hai vợ chồng của các anh này đang ngồi xem tivi. Đang xem tivi ngon lành giống như chiều rồi cơm nước rồi sóng trên bắt đầu lên lên là coi như là ngồi để mà mở tivi xem. Thì đang xem tivi ngon lành tự nhiên nghe cái nhà hàng xóm, nghe nhà bên hàng xóm cái gì mà la hét sùm lên. La xong rồi bắt đầu tới đánh lộn nhau đùng 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 làm gầm 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 bên đó. Thì cái kiểu mà lối xóm mà cũng không coi có chuyện gì không. Thì nghe càng lúc càng dữ lên. Nghe hồi nghe cái kiểu mà la làng lên. Bắt đầu ông chồng của cái cô này, hai vợ chồng đang ngồi xem tivi nè, ông mới nói là cái gì kỳ vậy ta, thôi để anh đi sang đó anh coi thử coi hai chồng cự lộn chuyện gì vậy, gì mà quá trời vậy, hai chồng mà đêm hôm gì mà la làng la sớm quá trời. Cái cô vợ cũng mới nói nè, trời anh đi sang đó làm chi, chuyện của người ta anh làm gì, anh chắc này mình đi qua đó làm gì, thôi đi anh ơi đó. Cái ông chồng này nói không được, hàng xóm với nhau đi qua coi vợ chồng nó làm gì, nó la làng la sớm lỡ nó đánh nhau sao. Cô vợ nói trời ơi chuyện của người ta mà anh hơi đâu anh lo. Ông nói không phải, lỡ mà chồng nó đánh con vợ chết làm sao anh qua, nên nếu có gì đàn anh can ra, ai mà để đàn ông nó nóng lên nó đánh hồi chết con vợ luôn đó, anh qua anh coi. Ông nói vậy cái động đi, ông bước qua ông coi, ông qua bển ông coi được một hồi, ông coi một lúc hai chồng cự lộn xong cái động ông đi về. Ông đi về ông bước vô nhà, cái cô vợ của ngồi đó có mới nói là anh sao rồi anh, hai chồng sao vậy, sao mà làm gì vậy. Ông nói trời ơi trời, ở nhà bên mình đó mình nghe sùm hết trơn, mình sợ thằng chồng quýnh nó. Ai ngờ bà bển thấy không phải gì em ơi. Cái con đằng sao sao anh. Trời ơi đi qua bên bển nó thấy không biết con vợ nó có võ công hay nó giỏi cái giống gì á. Mà anh qua anh thấy nó chói thằng chồng. Nó chói nhà thằng chồng, nó chói hai cái chân hai tay vô trong cái giường của nó. Anh qua anh nhìn vô anh thấy. Nó chói hai thằng chồng á nằm ở dưới đó nó chói lại. Mà trên tay nó em biết cái gì không? Nó còn cầm con dao nữa. Nó lẩm bẩm nó nói quá trời luôn. Cái cô vợ lúc này có giật mình của nó. Nói gì anh? Nói gì? Cô vợ nói gì vậy? Ông nói trời ơi trời hết biết rồi, nó cầm con dao mà nó chói thằng chồng nó ha, nó lẩm bẩm nó hỏi thằng chồng nó là phải khai mau, ông phải khai ra mau, cái con bồ nhí của ông, con bồ nhí của ông là con nào, khai ra mau, nếu mà ông không khai ha là đây 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 tôi chói ông như vậy phải không, đây trên tay tôi có con dao nè, tôi thẻo cái bộ chỉ huy của ông, nếu mà không khai tôi thẻo cái bộ chỉ huy ông thử coi. Lúc này cô vợ cũng quýnh nó, trời có nói còn sao còn sao. Rồi ông chồng có khai mà anh, có khai mà anh. Cái ông chồng của bà này ai biết đâu, thấy hai chồng làm ghê quá, thấy cái bà vợ bà làm, bà cầm dao bà lâm bà làm anh ghê quá, anh sợ quá anh chạy về, thấy ghê quá đứng ra nhìn đàn bà gì mà làm thấy ớn quá cho nên anh chạy về đó. Cái cô vợ lúc này cũng nói chơi chơi thôi 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 vậy thôi anh nhà đi để em đi qua. Cô nói gì cô chạy vô chồng cô lấy cái áo khoác của cô khoác lên đằng ra cái áo khoác lần đi đi qua nhà hàng xóm coi. Cái ông chồng nói em đi đâu vậy, bà nói em đi qua anh coi cái hai chồng nó làm gì, vậy mà cự nhau gì dữ vậy. Cái ông nói chuyện của người ta em quan tâm làm gì. Cái bà nói thì em quan tâm em coi thử có chuyện gì xảy ra không. Cái ông chồng cũng cười nói ủa sao nãy anh nói anh đi qua sao giờ kêu đừng đi qua mà giờ thấy em sốt sắng em quan tâm cái gì. Cái bắt đầu bà nói em quan tâm gì, em đi qua em coi thử coi, em thấy coi thử cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng này là ông có khai không, chứ bữa hổm ông nói với em là dù ông có chết ông cũng không khai ra nữa. Còn bây giờ thấy cô vợ này có cầm cái dao cổ lâm nghe chăng không, đòi thẻo cái bộ chỉ huy của ổng lớn quá mà ổng hả, ổng sợ ổng khai ra làm sao, ổng nó hứa em là có chuyện gì ổng chết cũng không khai nữa đó. Là cái chuyện vui tí xíu của anh Đinh Trần viết gửi trên YouTube cho Tấm Cúc, em cảm ơn rất là nhiều. Thì cái mẫu chuyện này vắng quá cả nhà, thì em sẽ kể tiếp cho những cái mẫu chuyện tiếp theo cho nó vui với cả nhà của mình nha. Thì những cái mẫu chuyện này em cũng là trong cái nhà em của chị em của em thôi, của cái thằng Út em của em nữa, nó cũng kể. Thì đại gia đình có yêu thương Tấm Cúc cũng như yêu thương anh chị em của Tấm Cúc đã làm những cái kênh YouTube kể chuyện giúp vui hoặc là cái gì đó
Thì xin qua ủng hộ với thằng em của Tấm Cúc với Ngang để Cúc kể lại những cái mẫu chuyện nó đã kể rồi cho gia đình mình nghe. Và nếu mà nghe thấy vui thì để gia đình bước qua xem thằng em của Tấm Cúc kể chuyện và ủng hộ cho nó với Ngang. Cúc có hai thằng em đang cũng làm YouTube giống Cúc. Cúc cũng kêu tụi nó làm cho vui. Thằng em số 10 với thằng em số 11. Tụi nó có hai cái kênh YouTube mới mới thành lập. Cả nhà có yêu thương thì ủng hộ cho hai em đó nha. Thì giờ em kể tiếp hai cái mẫu chuyện này nữa. Đó. Là tự nhiên ha, có một cái ông này, ông đang không ngồi nhà, ông nhà ông tóc lên, ông tóc lên, ông kêu con ông á, mày chạy ra ngoài, mày chạy ra ngoài, mày xích con chó lại cho tao, mày chạy ra, mày xích con chó lại. Thằng con đâu biết đâu, nó tưởng đâu là con chó bị điên, hay là nó chuẩn bị chạy đi cắn ai, hay là có chuyện gì, hay là gì mà đang không, ông kêu nhà ông nè, ông la lên, kêu chạy ra xích con chó lại, dước thằng chó ra xích nó lại. Cái bắt đầu ông đâu biết đâu, nhỏ đâu biết là chạy ra xích lại, giống như chạy ra là cột nó lại vậy đó. Xong cái bắt đầu cột lại xong chân, cái nó chạy vô nó, ủa ba 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 làm gì đang không, bà kêu con chạy ra xích con chó lại làm gì, ba không biết luôn á, nó có làm gì ai đâu, tự nhiên ba làm gì ba kêu xích lại. Ông nói trời, tại mày không biết á, mày không biết á, tao canh rồi, tao canh thời gian rồi, tao biết á là má mày đi thẩm mỹ viện chuẩn bị về tới vậy, cho nên mày phải xích con chó lại. Bà đi thẩm mỹ viện về mà không xích con chó lại là nó no, bà no cho nó. Đó là một cái câu chuyện vắn. Thì em thêm cái mẫu chuyện nữa, nó vắng quá em phải thêm mấy cái vô cho nó có chuyện với cả nhà của mình. Thì có hai cái con rùa này nó yêu thương nhau, con đực con cái, anh chị ta bắt đầu mới đi ra coi như là tâm sự. Đi ra là đi lên bãi cát bãi biển này ha, ngồi tâm sự. Rồi làm xong cái bắt đầu hai người cũng âu yếm, cái bắt đầu ông rùa đực ông mới lặt bà rùa cái là ông mặn người ta, nó ông ấy người ta lặt rùa cái là ông mặn mặn đã đời. Cái bắt đầu ổng mới nói là em yêu giờ xong rồi, bây giờ anh đi về, hẹn em ngày mai lại mình tiếp tục nửa ngang em yêu. Ổng nói xong vậy cái bắt đầu ổng đi, ổng quay đầu ổng đi về. Cái ông đi về ông hẹn ngày mai rồi, cái bắt đầu ngày mai anh ta bò tèn tèn lại, chịu mời bò tèn tèn ra ra đứng từ xa nhìn lại. Ô trời ơi trời, không ngờ con này nó sung, thấy cái con rùa cái nó còn nằm ở đó, nó nằm sẵn ở đó nó đợi rồi. Em nói trời trời, không ngờ con này nó sung dữ rồi trời, qua mặn nó rồi, hẹn nó bữa nay, giờ bữa nay mình chưa ra, nó ra nó nằm phè nó đợi mình trước rồi. Cái con này sung dữ. Chạy lại hỏi, ủa em ra đây em đợi anh đây hả, trời ơi sao em sung dữ em. Cái con rùa cái nói, sung bà nội mày chứ sung mà. Qua mặn tao tới nay mày có lặt tao lại đâu, tao nằm tao đợi qua tới nay muốn chết luôn rồi, mặn xong mày không lặt tao lại sao tao lặt được quỷ. Qua giờ tao có lặt xuống được đâu, tao về tao nằm đây luôn. Đó. Thì cái này là những cái mỗi chuyện vắn của thằng em trai út của Tấm Cúc nó kể cũng rất là dễ thương. Thì đại gia đình em mời đại gia đình qua nghe nó kể, nó mới kể gần đây thôi những cái câu chuyện vắn nhưng mà rất là coi như là thú vị. Rất là hay, nó vắn vắn chứ nó không có một cái cốt truyện dài như là bên Tấm Cúc, mà nó là một cái vắn 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 thôi. Thì đại gia đình qua đó xem, nếu có gì thì góp ý tiếp cho thằng em với của Tấm Cúc, và nếu là thấy nó kể hay là vui gì đó thì đăng ký ủng hộ kênh nó để nó có động lực nó kể thêm nhiều nữa nha quý vị. Em sẽ copy cái đường link đó em dán ở dưới cái phần bình luận, thì đại gia đình bấm vô sẽ thấy liền bên bên cái kênh đó ha. Có gì thì ủng hộ giùm cho hai anh em của Tấm Cúc nha. Cúc sẽ dán hai đường link của hai anh em. Rồi thì Cúc xin phép được kể một cái mẫu chuyện vắn ngủn một cái nữa, cũng trong những cái bộ sưu tập của nó ngày đại gia đình. Thì em mời đại gia đình mình cùng em nghe nha. Thì trong cái mẫu chuyện vắn vắn tiếp theo này nữa là như thế này. Thì là có hai người, hai đứa là nam nữ, cái cặp nam nữ này nó yêu thương nhau lắm, yêu đắm đuối lắm, cho nên hẹn nhau ra phía sau hè, ra cái bờ bờ mà bờ chuối, mà ở dưới quê thường thường cái bờ chuối là nó có cái cầu ra là cầu Cá Tra đó. Đó thì chuối sùm đó có cầu cắt ra. Bắt đầu hai đứa nó ra nó tâm sự với nhau, trời ơi, tâm sự lãng mạn, ra thường thường ra đó gió hiu hiu tâm sự. Nhưng mà em yêu anh mà sống thiếu em chắc là chết quá, kiểu như là yêu thương nhau mà hay có vụ mà đứa này đi làm công ty đứa kia ở lại, hoặc là đứa này đi lấy chồng đứa kia ở lại, hay là cha mẹ ngăn cản gì đó, thì nó hay dùng cái câu là vắng anh em chết, rồi vắng em anh cũng không sống nổi, ví dụ vậy đó. Cho nên hai đứa này nó mới hẹn ra cái cầu Cá Tra. Thì ra đó hàng ngày nó mới nói là em yêu anh, nói thiệt bây giờ cuộc đời này anh chỉ yêu một mình anh em thôi, bây giờ nếu mà vắng em là anh sẽ chết.
Vậy đó, con nhỏ này bắt đầu nó cũng quay lại, nó cũng ôm mẹ vô, nó em cũng vậy, em không thể nào xa anh, em không thể nào xa anh được. Bây giờ nếu mà vắng anh, không có anh, chắc em chết, em không sống nổi đâu. Vậy đó, cái tự nhiên nghe nghe phía sau lưng cũng tao ngồi trong đây nãy giờ mà tao ngồi mà tao ẻ không được, tao cũng chết luôn. Hàng mày nói tao đây tao ẻ không được là tao chết, chết trước hàng mày. Đó là những cái mỗi chuyện vui vui tí lâm thì Cúc gửi đến dạy gia đình của mình nghe thư giãn cùng em tí xíu hen. Để gia đình mình có yêu thương Tấm Cúc, những mỗi chuyện vui thì xin cổ vũ cho Tấm Cúc, và xin có những cái mỗi chuyện hài hước tí lâm nào hay là những cái gì vui vui trong cuộc sống thì xin gửi về cho địa chỉ email Tấm Cúc là nguyễnkimcúc1911811@gmail.com. Tấm Cúc xin cảm ơn rất là nhiều đại gia đình mình đã luôn đồng hành cùng em những mỗi chuyện vui ha. Em cảm ơn và xin hẹn gặp lại đại gia đình mình vào clip tiếp theo của ngày mai. Em xin chào, tạm biệt.